như các bạn thì chắc hẳn các bạn cũng biết đến diễn đàn vietnammira.com.vn, nơi thể hiện một ước mơ media tỏa sáng. Thì hôm nay vietnammira.com.vn xin hướng dẫn quý vị và các bạn xuất file từ Rosagon, từ những bức hình của mình. Thì trước tiên muốn xuất file được thì các bạn phải có những tấm hình, một tấm hình và đã chỉnh đầy hiệu ứng bên trong rồi, có hiệu ứng tất cả rồi. Thì ở đây thì tôi cũng có những bức hình và đã chỉnh sửa sẵn rồi. Thì sau khi các bạn chỉnh sửa sẵn rồi thì các bạn tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn bắt đầu xuất file ra các đuôi khác nhau để có thể up lên hoặc là xem phim dễ dàng hơn. Thì các bạn nhấn vào muốn export thì export ra thêm FLV hoặc cái gì đó, thì các bạn nhấn vào cái đĩa trên Protocol này hoặc là ấn vào chữ Alt+ cộng với phím O. Thì đây là giao diện của export ra video. Ở DVD ở trên đây thì nó biểu là xuất ra DVD, ở dưới thì nó biểu là xuất bằng HD ở trên YouTube. Rồi đến Facebook, Flash, Device, PC, Excel, Visa File, Blu-ray, Blu-ray là HD, đĩa Blu-ray ấy. Vimeo là ở trang Vimeo. Thì hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn quý vị các bạn export ra bằng Visa File thôi. Thì khi export ra thì các bạn nhấn vào chữ Visa File, hoặc các bạn có thể xuất ra DVD. Ở đây tôi xin hướng dẫn các bạn xuất file bằng video file. Thì ở trong video file thì các bạn trên chữ style này thì nó có chữ DVD, HD, VCD, PC, custom. Thì tôi hay sử dụng DVD để nó có độ phân giải nét hơn là VCD như này. Cho nên các bạn hãy chọn DVD và chọn nghệ thuật tiêu chuẩn. Ở đây là format là MG, là RA là MG, audio. Đây là độ khung hình của nó và đây là frame giây. Màn hình 4.3 TV. Rồi sau khi đã cài đặt xong tất cả các giao diện này rồi thì các bạn nhấn vào chữ Create để chuẩn bị export ra. Ở đây thì nó bắt các bạn là lưu ra một chỗ ổ đĩa nào đó. Thì các bạn thích lưu đâu lưu, ở đây tôi lưu ra desktop và tôi sẽ đặt là hướng dẫn xuất file. Rồi các bạn nhấn save rồi đợi cho nó chạy. Ở đây tôi có vài tấm thôi nên khi render xuất file nó rất nhanh. Rồi các bạn nhấn ok là xong. Xong phần export ra rồi, các bạn ấn này xuống xem nó đâu. Đây chính là nó này. Đây này, đây chính là MVG của nó. Các bạn mở lên thử xem. Windows Media không mở được. Ở đây phần mềm Windows Media của tôi không có thể mở được file này. Thì có thể mở bằng phần mềm xem phim KMP Player là đây. Các bạn thử mở lên xem. Đây chính là cái render của tôi lúc ra. Rồi sau đây là bài hướng dẫn của tôi xin hết. Nếu các bạn có đề nghị hay thắc mắc ý kiến gì thì hãy liên hệ đến admin của diễn đàn vietnammedia.com.vn hoặc là diễn đàn tây nguyên.dk. Xin quý vị, chúc quý vị các bạn có một buổi tối online vui vẻ. Xin cảm ơn.